Trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất hối hả bắt tay ngay vào công việc với hy vọng là năm mới thì có nhiều khởi sắc. Tại Hà Nội, các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Không khí làm việc tại công ty công nghệ cao này đã sôi động trở lại. Với tiềm năng của ngành tự động hóa, doanh nghiệp mong muốn thu hút thêm nhiều lao động chất lượng cao để mở rộng sản xuất trong năm nay. Các doanh nghiệp để có bứt phá nữa thì tôi rất cần địa phương và chính phủ có những cái hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp về cái mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào những cái chỗ đứng trong khu công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái chỗ đứng trong cái khu công nghiệp mà để có đủ tiêu chuẩn để sản xuất những sản phẩm đi xuất khẩu. Nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Bên cạnh các chính sách ưu đãi về nguồn vốn, mặt bằng, giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phố Hà Nội còn tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm tìm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng này. Chúng tôi sẽ quan tâm nhiều tới các cái khu, các cái cụm công nghiệp và kể cả các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và làm thế nào để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lắng nghe những cái chính sách về đất đai, về thuế, về lao động, về bảo hiểm xã hội và các cái nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Tập trung sản xuất ngay từ đầu năm, đảm bảo việc làm và thu nhập của lao động là nhiệm vụ mà các doanh nghiệp đặt ra trong năm nay. Trong bối cảnh khó khăn dự kiến còn kéo dài đến hết quý 1, việc hỗ trợ bằng các chính sách cụ thể cho doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động và an sinh xã hội.